shit regardless. Ok, chúng ta hãy đến với loại quả tiếp theo. Đó chính là dưa hấu. Chúng ta đến với giá của loại hoa quả có giá cốt rẻ nhất. Đó chính là dưa hấu. Dưa hấu cũng có quanh năm giống như ổi, nhưng giá lại rẻ hơn. Giá chỉ dao động từ 18 đến 20 nghìn mà thôi. Nên các bạn đi mua hoa quả thì nhớ nhé, giá dao động từ 18 đến 20 nghìn. Đây là giá của hoa quả tại khu vực Hà Nội. Tùy vào các tỉnh thành, các bạn nên biết được cái giá của hoa quả để tránh bị mua đắt. Thế còn dưa hấu ngon là dưa hấu thế nào? Chắc hẳn bạn cũng đã từng ăn dưa hấu rất là nhiều rồi, có thể một vài lần đi mua. Nhưng dưa hấu ngon là dưa hấu thế nào? Dưa hấu ngon có mình tròn, không méo. Và để ý cái gân này, gân sát và đều là tiêu chí quan trọng. Thế còn những cái màu đậm, màu nhạt này thì sao? Chúng ta nên mua những quả dưa hấu mà có màu đều. Bạn thử tưởng tượng mà xem, quả dưa hấu được bơm dưỡng chất từ dưới đất, dinh dưỡng đi vào tạo nên hương vị của quả dưa hấu. Nếu như chỗ này dinh dưỡng nó không tới thì hương vị của quả dưa hấu là không đều rồi, chỗ đậm, chỗ nhạt, đúng không? Nên tránh mua những quả dưa hấu mà khu vực vàng này nó quá to, quá lớn. Hãy mua những quả dưa hấu chắc thịt, vỗ để có tiếng trầm chứ không bồm bộp. Bồm bộp là có nghĩa là thịt của dưa hấu ở bên trong khá là rỗng. Vỗ chắc, mình tròn, gân đều và đồng màu xanh. Mình đã chỉ cho các bạn biết cách chọn mua quả dưa hấu đẹp. Nhưng mà dù quả dưa hấu nó có đẹp đến cỡ nào thì chúng ta vẫn phải làm thịt. Mình cần một khoanh dưa hấu dày tầm 1,5 đến 2 cm. Và tròn nên mình sẽ cắt từ đoạn này và mình sẽ lấy đoạn giữa này. Đấy. Đây là mình thực hành để cho các bạn có một cái đĩa hoa quả đẹp nhất thôi nhé. Còn trong thực tế của các bạn làm thì các bạn nên cắt, sử dụng hết quả dưa hấu thì cắt từ đầu đến cuối. Thịt chắc 1,5 đến 2 cm. Với cách làm đơn giản nhất, chúng ta sẽ cắt đôi 4, 6 và 8. Ta sẽ có 8 miếng đều nhau. Chúng ta đã có 8 miếng đều nhau. Để bày lên đĩa hoa quả như thế nào cho đẹp mắt, mình sẽ bày cái đĩa dài trước. Bày một phần là chúng ta làm cho đẹp mắt và khiến cho khách hàng cảm thấy là đĩa hoa quả này thực sự nó đầy. Chắc chắn rồi, dưa hấu thì chúng ta nên sử dụng loại dao có bản to chứ không nên sử dụng những dao như thế này. Tức là khó. Vậy thì mình sẽ đi luôn nhanh công đoạn cắt làm 8. Với đĩa này mình sẽ cắt phần thân của dấu, sẽ khiến dấu dựng đứng như thế này. Với đĩa nhỏ
quả gồm 3 nguyên liệu: dưa hấu, ổi. Hai thành phần đã xong rồi. Quả cuối cùng là hoa quả gì? Loại trái cây cuối cùng của đĩa hoa quả là gì? Loại quả này các chị em cực kỳ thích. Đó chính là xoài. Xoài, xoài Thái. Xoài Thái có 3 loại. 3 loại hương vị đều na ná nhau. Cái mình quan tâm đó chính là kích thước. Kích thước có kích thước nhỏ, vừa và to. Và đây là loại to nhé. Loại to có giá là 60.000 một cân. Loại vừa 45 và loại nhỏ là 35. Ở đĩa hoa quả này mình cần một nửa quả xoài là vừa vặn, nên là mình đã mua cái loại to. Như thế lại thành ra là đỡ tốn cốt hơn. Nếu mà mình dùng quả vừa hay quả nhỏ thì chúng ta lại phải cắt chẳng nhẽ lại một má rưỡi hay là hai má là thành ra hết một quả rồi, rất là phí. Nên chúng ta hãy sử dụng loại to 60.000. Đến giờ chúng ta phải làm thịt quả xoài rồi. Rất buồn nhưng mà điều này không thể tránh khỏi. Ok, với xoài xanh thì chúng ta bộ phận dụng cụ dễ nhất là cái nạo. Nạo, chúng ta hãy nạo theo nửa bên một. Phải tục. Quả này hơi gầy nên là có rất nhiều gân xanh. Đây là dấu hiệu của những người gầy. Mình cho nó xoài trắng trẻo hơn tí. Với xoài chúng ta cắt lấy một má. Vì xoài rất là giòn nên các bạn lưu ý nhé. Với một má xoài như này chúng ta làm thế nào để cho khách hàng được thích mắt vì độ nhiều của xoài? Chúng ta sẽ cắt chéo, luôn luôn là chéo. Và để khách hàng sẽ ăn nhất thì vẫn là cái độ dày như là của ổi. Đó. Như đã nói, đĩa hoa quả này giúp chúng ta tăng số tiền chi trả của khách hàng mỗi lần đến với cửa hàng chúng ta. Vậy giá cốt và giá bán chúng ta thu được về từ đĩa hoa quả này là bao nhiêu? Tôi tin chắc rằng bạn sẽ có cách trang trí hoa quả đẹp hơn tôi rất là nhiều. Nhưng về phần cốt lõi, đĩa hoa quả sẽ giúp bạn tăng lợi nhuận hơn nhiều đấy. Bài học số 7 cũng là phần nặng kết thúc cho khóa học đồ uống truyền thống. Và bây giờ tôi muốn chia sẻ một bí mật cho các bạn. Đó chính là cái khóa học này, cái thương hiệu pha chế online này được bắt nguồn từ chính nhu cầu của chính các bạn. Những người muốn khởi nghiệp kinh doanh cà phê mà không biết bắt đầu từ đâu, tôi cho bạn cách bạn tạo dựng một menu vững chắc, từ đó cửa hàng của bạn vững chắc, nhất là trong thời gian đầu khởi nghiệp. Nên nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì hay bất cứ khó chịu gì trong khi học, hãy phản ánh với tôi ngay, vì chúng tôi luôn muốn các bạn được học khóa học hoàn thiện hơn, hoàn hảo là tốt. Vậy nên thỉnh thoảng hãy vào xem lại khóa học truyền thống này có gì mới không nhé. Bye.